Rồi, chúng ta sẽ quay lại đập lốt cái cây đao tím của hệ kim. Từ từ, từ hãng giao dịch để đập đã nào. Sáng nay bị xịt anh em ạ, bây giờ mới mua được. Anh em mất đi xong cái kia cái gì nhỉ? Cái tấm kim ấy. Bây giờ mình bắt đầu mình mới mua được cái huyền tinh 5. Là tới này sẽ phải mua một đống huyền tinh 5, anh em chịu khó thì tống kim anh em giữ lại huyền tinh 5 nhé anh em. Để mình ép cây đao thủy anh em ạ, chủ yếu bây giờ sẽ lên cây đao thủy, ép thêm một cây đao thủy nữa anh em. Nhiều anh em bảo ông này mẹ chơi kiểu đéo đầu tư vớ va vớ vẩn, chơi thì mẹ chỉ đam mê thôi anh em ạ, tôi chơi chỉ mục đích là vì đam mê thôi. Còn ông nào bảo tôi ngu thì mẹ tôi chấp nhận tôi ngu vậy. Ừ ngu đấy, ngu anh em ạ, ngu nhưng mà cảm giác thì mẹ chơi nó đúng đúng chất được, mẹ dân dân võ lâm nghiện nghiện là được rồi anh em. Nhưng mà anh em đừng có nghiện quá, mẹ nghiện như tôi là nguy hiểm lắm anh em ạ, nghiện như tôi là nguy hiểm lắm, nghiện như tôi là cắm xe cắm nhà đấy anh em. Tốt nhất là anh em chơi nhẹ nhàng thôi anh em ạ, nhẹ nhàng thôi cho vợ con nó đỡ khổ anh em. Ok, kháng độc đủ má, ép kháng độc bây giờ nó mà lên được cái gì nhỉ, nó mà lên được kháng độc 30 thì thơm này anh em. Đó nó lên được kháng độc 30 xong được đủ đủ hiền tinh, mua hiền tinh 5 hồi đó, mua hiền tinh 5 nữa à, quên là mua cái gì nhỉ, mua cái phúc duyên đấy, mua phúc duyên đại khảm phát anh em, khảm quả kháng độc về vào cho nó đúng chất huyền thoại thì mẹ tắt tay đi anh em ạ. Thì mẹ nó nhìn cái thất bại thôi đã chán rồi anh em, đôi lúc phải lặn nó mới đỏ anh em ạ, má đập nó còn thất bại nữa thì hãi thấy mồ luôn anh em, hạ thấy mồ luôn đấy. Ui kháng độc 21 ngon 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 anh em ơi, kháng độc 21 ngon ngon. Rồi nốt dòng sát thương vật lý đi, chúng ta sẽ đập nốt dòng sát thương vật lý, mua cái sát thương vật lý cao cao một chút, đập nốt cho cái cây đao này nó thành cây đao huyền thoại, chuyển sang côn lôn đao chém cho giật gân. Anh em chuẩn bị thường chuyển sang côn lôn đao anh em ạ, anh em sẽ thấy tôi sẽ kéo một phái Côn Lôn Đao lên tầm cao mới, mang tên thương hiệu của KVT ở không anh em. Mẹ một phái gọi chung là như là đang thất truyền tại cái phiên bản Võ Lâm Ngạo Tuyết, gọi chung là không ai chơi. Bây giờ mình sẽ phải kéo nó vực dậy anh em ạ, kéo nó vực dậy. Ép lốt cái dòng sát thương vật lý anh em. Má sao sao bạn này nó bán cái sát thương vật lý mà nó có mấy điểm thế đéo nào. Anh em nó đang đợi mua đấy, anh em thấy không? Mua gì? Mua huyền tinh 5. Mua huyền tinh 5 đang hết mẹ kim anh em ạ, đang hết mẹ kim rồi. Ép lốt cái dòng cuối anh em ạ, ép lốt cái dòng cuối. Chơi chơi lớn. Đợt tới là ép cây đao thủy, mai mình sẽ showroom cho anh em cây đao thủy, gọi chung là mới ép được thêm một dòng. Gọi chung là đang để ác phụ. Mẹ để trong dương mình lại ngứa tay, thỉnh thoảng lại bỏ ra đập mà huyền tinh 5 bỏ mẹ anh em ạ. Tính tôi hay ngứa tay lắm. Nên là tôi ép được cái gì tôi về phải đập là tôi đập luôn. Tính tôi nó vậy anh em ạ. Nên là mình cái cây vũ khí hệ thủy kia mình phải để cất đi. Cất đi. Để vào đủ huyền tinh, ghép đủ huyền tinh rồi bắt đầu đập. Má đập nó ngứa tay kinh anh em ạ, chơi game này nó hay ngứa tay lắm. Như kiểu mà cảm giác mà một tuần không vào với vợ mà nó ngứa hết cái ấy anh em. Anh em có công nhận không? Má một tuần mà chúng ta không được cảm giác gần vợ là đôi lúc là chúng ta ngứa hết cả cả cái kia luôn anh em. Cái kia là cái gì mà anh em đừng có ý đồ đen tối nhá. Anh em ý đồ đen tối là nguy hiểm lắm anh em ạ. Nhiều ông ở đây xem live, xem clip của tôi toàn ý đồ rất là đen tối. Tôi thề mấy ông luôn đấy, mấy ông đi đầu óc toàn vớ vẩn đấy. Toàn nghĩ vớ vẩn đấy anh em. Gần vợ nó nhiều cái kiểu ôm ấp chẳng hạn, anh em cứ nghĩ vớ vẩn, đầu óc các ông toàn nghĩ vớ vẩn đen tối lắm, nên là tôi phải giải thích rõ cho các ông hiểu hiểu không. Rồi đập đốt cái dòng này đi, ma nâu xịt này. Bữa xịt cái này này chưa xịt một phát, đây giờ chúng ta sẽ ép lốt phát này xem nó có xịt không. Má là xịt kiểu là chắc nghỉ game quá, xịt phát nữa chắc nghỉ game quá, tốn đạn lắm anh em ạ.
Rồi, lấy cái dòng sắt thương vật lý ngoại công. Ở đây mình không ép hút anh em ạ. Ép hút thì mình sẽ mất đi một cái dòng sinh lực. Nên là mình sẽ không ép hút. Ồ, khảm vô anh em ạ. Đéo bật lên nữa để mẹ nó nhìn thấy cái dòng thất bại thôi là buồn lắm. Rồi nó cho 70 thì ngon. 65 anh em ạ. Được có 65 thôi. Sát thương vật lý ngoại công 65. Nói chung là đeo tạm anh em ạ. Cây đao này đeo tạm vậy. Tốc độ đánh ngoại công 30, sát thương vật lý ngoại công 33, sinh lực 131, kháng độc 21 và sát thương vật lý ngoại công 65. Ôi, ok đeo tạm đính vào phát anh em. Đính vào phát đeo tạm vậy. Rồi, bây giờ anh em đợi mình chuyển phái thôi. Đợi mình làm clip chuyển phái mà thôi anh em ạ. Hết tiền rồi. Hết mẹ tiền rồi anh em ạ. Anh em là tài trợ cho ít kim để đổi phái ấy. Hết mẹ còn 390 kim này. Ép cây đao ngỏ mẹ luôn. Cày thật. Ok, mình xin phép là kết thúc clip ở đây. Anh em xem hết clip ấn cho mình xin nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp anh em ở clip chuyển phái tiếp theo. Bye anh em nhá.